Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Các bạn thân mến, như chúng mình cũng đã nhiều lần đề cập, người bạn hàng xóm không mấy tốt đẹp của chúng ta, Trung Quốc vẫn luôn có âm mưu, tham vọng chiếm trọn Biển Đông. Và để hiện thực hóa âm mưu này, Trung Quốc không ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Nói đúng hơn, quốc gia này còn sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn, thông qua lực lượng hải cảnh để có thể đạt được mục đích của mình. Không chỉ một lần mà chúng còn lặp đi lặp lại, những thủ đoạn ấy đã khiến các nước Đông Nam Á nhỏ bé nhiều phen lao đao. Thế nhưng ngược lại, Việt Nam chúng ta thì khác. Đất nước của sự quật cường vẫn hiên ngang bước qua những hành động xấu xa của Trung Quốc gây ra, diễn biến đó như thế nào, nhưng thủ đoạn mà hải cảnh Trung Quốc đã sử dụng nhằm phục vụ cho mưu đồ của mình ra sao, chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây. Các bạn thân mến, nếu thường xuyên cập nhật về diễn biến trên Biển Đông, chắc hẳn các bạn sẽ không còn xa lạ gì với lực lượng hải cảnh của Trung Quốc. Có thể nói đây là một lực lượng vừa quen lại vừa lạ. Quen vì sao ha? Vì các tàu của lực lượng này gần như xuất hiện trong toàn bộ các vấn đề trên biển. Chẳng hạn như trận đấu vòi rồng trên biển Hoa Đông với tuần duyên Nhật Bản, rồi sự kiện năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt. Xa hơn một chút là sự vụ giành quyền kiểm soát thực tế bãi cạn Scarborough từ tay Philippines trong năm 2012. Theo như thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, công bố vào hồi tháng 9 2016, trong số tất cả 45 vụ đụng độ trên Biển Đông từ năm 2010 thì hải cảnh Trung Quốc góp mặt tới 30 lần. Còn lạ là bởi vì không ai biết chính xác rằng lực lượng này thực sự có bao nhiêu tàu và chủng loại ra sao. Theo các nguồn kiểm đếm từ phương Tây, thì Trung Quốc có 164 tàu hải cảnh với khoảng 16.300 nhân lực. Thế nhưng chắc chắn rằng, con số này đã lỗi thời vào thời điểm hiện tại, sau khi đến nước này liên tục bổ sung các tàu hải quân cũ, đồng thời nhận các tàu hải cảnh thế hệ mới. Nói thêm một chút về hải cảnh Trung Quốc, đây là một trong ba lực lượng chủ lực sẽ phục vụ cho âm mưu bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc, bao gồm hải quân, hải cảnh và dân quân biển. Trước đây, quyền chỉ huy lực lượng này thuộc Cục Hải Dương Quốc gia. Thế nhưng, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, Hải cảnh đã được chuyển giao quyền chỉ huy. Theo đó, lực lượng này sẽ chịu sự kiểm soát trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quân lực của Hải cảnh gia tăng đáng kể, đóng vai trò lớn hơn trong trường hợp khẩn cấp hay xảy ra khủng hoảng, trong đó bao gồm cả chiến tranh. Từ đây, Trung Quốc đã tăng đáng kể nguồn lực đầu tư cho Hải cảnh, biên chế nhiều tàu tuần tra, trang bị nhiều vũ khí, hỏa lực mạnh khiến chúng không khác gì tàu chiến. Điều đáng nói, các tàu hải cảnh mới được biên chế đều có kích thước tương đương hay thậm chí là lớn hơn các tàu của hải quân. Chẳng hạn, tàu hải cảnh số hiệu 291 và 3901 với chiều dài là 165m, lượng giãn nước lên đến 12.000 tấn, gấp rưỡi tàu khu trục lớn nhất hiện có trong biên chế của hải quân là Tai 052D chỉ có 7.500 tấn. Dù hải cảnh Trung Quốc tuyên bố triển khai lực lượng chỉ để thực thi pháp luật và đảm bảo an ninh hàng hải, thế nhưng tàu hải cảnh cỡ lớn của nước này lại được trang bị pháo 76 ly ngang cơ với các tàu chiến của hải quân. Thêm vào đó còn có hệ thống phòng thủ tầm gần và pháo phòng không. Trong khi đó thì thông thường, các tàu tuần tra của hải cảnh với nhiệm vụ này thường chỉ mang tới pháo 30 ly, không nhiều quốc gia sử dụng pháo hạng nặng đến như vậy. Rồi các tàu hải cảnh thuộc lớp Tai 818B, lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, dài 134m, khi đặt chúng cạnh các khinh hạm lớp Tai 54A thì quả thực là không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần hoành tráng hơn, với đài chỉ huy cao hơn. Lớp tàu hải cảnh 4.000 tấn này chỉ kém bên hải quân đúng về số lượng, còn lại thì hoàn toàn không thua kém gì cả. Các tàu nhỏ hơn như Tai 718B từ 1.000 đến 2.000 tấn liên tục được đóng mới và biên chế trong 2 năm gần đây, tốc độ được xem là ngang cơ với hải quân. Thiết kế các tàu hải cảnh dựa trên các bản thiết kế tàu hải quân, điều này được cho là nằm trong tính toán chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Trong trường hợp cần thiết, tàu hải cảnh sẽ được hoán đổi, lắp thêm vũ khí, hệ thống điện tử để trở thành những chiếc tàu chiến thực thụ. Đây là nước đi có tính toán cẩn thận của giới cầm quyền. Nó cho thấy tầm nhìn chiến lược của một kẻ đã sẵn sàng chiến đấu trong các cuộc đối đầu ở những vùng biển tranh chấp trong tương lai. Thực tế, vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc không thực sự cần phải dùng đến tàu hải quân để đối phó hay là tiến hành các hoạt động mang tính cưỡng ép các nước khác trong khu vực. Bởi lẽ hải cảnh thực sự đã trở thành công cụ hiệu quả đến mức lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn có thể bất ngờ trong việc thực thi các yêu sách chủ quyền vô lý của họ trên biển, với mục tiêu chiếm Biển Đông cho quốc gia, củng cố cái mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền trên biển. Hải cảnh với tàu dân quân thực chất là lực lượng quân sự bán chính thức được Trung Quốc điều động, lực lượng mang tính chiến lược trong thực hiện thủ đoạn đứng hàng số 1 của Trung Quốc, đó là chiến thuật vùng xám, một chiêu bài mà thực tế ngoài Việt Nam tránh được ra thì các nước Đông Nam Á đều đã từng bị rơi vào bẫy.
Chiến thuật này được hiểu một cách đơn giản là việc Trung Quốc áp dụng các hành vi gây căng thẳng thẳng, chưa đạt tới mức sử dụng các biện pháp quân sự nhưng vẫn đạt được mục đích của mình trong nhiều năm. Chiến thuật này được Trung Quốc áp dụng với nhiều hình thức, liên tục được thử nghiệm, điều chỉnh dần qua những cuộc đối đầu với lực lượng chấp pháp của các nước, đặc biệt là ở Biển Đông từ năm 2006. Nhưng chung quy vẫn là bình cũ rượu mới mà thôi. Những hành động quấy rối đó được thực hiện với mục đích là thay đổi hiện trạng, hợp thức hóa vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp và gây lúng túng trong việc phản ứng cho các nước. Họ sử dụng các lực lượng nửa quân sự, nửa không quân sự để tiến hành các nhiệm vụ quân sự. Trung Quốc hiện đang có một lực lượng đông đảo các tàu hải ngư hiện đại, hoán cải từ tàu hải quân cũ. Lực lượng này rất hung hăng, hiếu chiến nhất trong việc ngăn cản tàu các quốc gia khác hoạt động trong vùng biển được cho là của mình. Thực chất những tàu này sử dụng với mục đích lách luật để tiếp cận các khu vực mà tàu hải quân không được phép hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ mà hải quân không được thực hiện trên vùng lãnh hải của nước khác. Sự tồn tại của dân quân biển đến nay đã không còn là điều bí mật, dù cho Trung Quốc luôn cố tình che giấu hình ảnh ghi nhận được từ vệ tinh có độ phân giải cao cho biết, luôn có 200 đến 300 tàu cá của Trung Quốc vây xung quanh đá Subi và vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hầu hết là những con tàu trên 500 tấn, đồng nghĩa là chúng bắt buộc phải có hệ thống nhận dạng tự động AI. Tuy nhiên, chưa đầy 5 trong số này thực sự phát ra tín hiệu AI. Điều này cho thấy, Trung Quốc cố tình che giấu số lượng, cũng như những hành động của các đội tàu cá đó. Sử dụng các tàu cá ra tuyến đầu, nhưng Trung Quốc còn có thêm quân đội phía sau. Nếu các nước khác dùng tàu quân sự phản ứng lại, thì Trung Quốc sẽ lấy cớ để đưa hải quân vào cuộc. Núp bóng dân sự, Trung Quốc sử dụng các lực lượng như hải cảnh, tự xưng là lực lượng chấp pháp trên Biển Đông giữa vùng biển đang tranh chấp. Lực lượng này tự đơn phương áp đặt luật lệ, kiểm soát vùng biển dưới mác là quyền lực hợp pháp. Đó chính là chiêu trò mà anh bạn này đã theo đuổi trong dã tâm kiểm soát toàn bộ Biển Đông của mình, và họ đã thành công trong nhiều lần với các nước trong khu vực vùng biển tranh chấp. Chẳng hạn như vở kịch ở bãi cạn Scarborough, Philippines, hai máy bay của Philippines nhìn thấy tàu ngư dân Trung Quốc neo đậu ở bãi cạn Scarborough. Thời điểm đó, nhiều bên tuyên bố chủ quyền nhưng Manila vẫn là bên kiểm soát. Trong tình huống đó, Philippines đã ngay lập tức rơi vào bẫy do Trung Quốc giăng ra chờ sẵn khi điều động tàu khu trục bờ giờ PG Gorio del Pila đến bãi cạn. Chỉ chờ có vậy, những người trên tàu ngay lập tức có cuộc gọi khẩn đến nhà chức trách ở tỉnh Hải Nam. Hai tàu giám sát biển Trung Quốc tuần tra gần đó có mặt tức thì, hai bên vào trận thế giằng co. Tàu Trung Quốc ngang ngược chặn lối ra khỏi đầm phá của Philippines. Lực lượng này buộc rơi vào tình thế nội bất xuất, ngoại bất nhập, thậm chí là Manila còn không thể tiếp tế cho người của mình ở bên trong. Diễn biến tiếp tục căng thẳng, các nhà lãnh đạo tìm đến giải pháp ngoại giao, nhưng cũng không thành công. Đỉnh điểm, 5 tàu hải cảnh cùng hơn 10 tàu cá Trung Quốc đã trực tiếp đối đầu với hai tàu của Philippines trên biển. Rõ ràng đội quân Trung Quốc đã hoàn toàn áp thế về mặt lực lượng. Sau 2 tháng nỗ lực ngoại giao thỏa thuận, Philippines cuối cùng cũng đã kéo được hai tàu của mình ra khỏi bãi cạn Scarborough. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục ở lại và hoàn toàn không có ý định rời đi, mặc cho Philippines tố rằng đã không thực hiện đúng như thỏa thuận. Vậy là Bắc Kinh đã thành công trong chiến thuật vùng sáng của mình. Không cần sử dụng đến chiến tranh, họ vẫn giành được vùng biển họ mong muốn. Điều này đã được khẳng định khi Trung Quốc xây dựng tại đây bãi cọc gồm 7 cọc đá, đồng thời còn tìm cách hạn chế các phương tiện tiếp cận khu vực này. Sau đó, Philippines đã nhiều lần tố tàu Trung Quốc cố tình đâm tàu của ngư dân nước này, nhưng cũng không thể thay đổi được gì cả. Mọi thứ đều đã rơi vào thế đã rồi. Tiếp tục là vụ việc ở đá Ba Đầu mới đây, chính xác là một vụ bãi cạn Scarborough thứ hai mà Trung Quốc cố tình thực hiện ở Biển Đông Philippines cho biết. Phát hiện hơn 200 tàu cá ở đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Manila nhanh chóng gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên khẳng định đây là khu vực của mình, các tàu chỉ đang khu trú vì biển động. Sự hiện diện này kéo dài ít nhất là từ tháng 12 năm ngoái đến nay. Điều này cho thấy Bắc Kinh quyết tâm khẳng định sự hiện diện của mình trên vùng biển này. Rõ ràng cường quốc châu Á đang cùng một lúc thực hiện 3 chiến thuật để gây sự mà hoàn toàn không dùng đến vũ lực, hòng đạt được ý đồ bá quyền trên Biển Đông của mình, hay còn gọi là tam trùng chiến pháp. Trước hết, nước này tái diễn chiến thuật vùng xám bằng mọi cách, khiến đối phương mệt mỏi nhưng lại không tiến tới chiến tranh. Trước hành động này của mình, nhận về vô vàn các chỉ trích quốc tế, Trung Quốc thúc đẩy chính sách ngoại giao chiến lang, một chiến thuật trên mặt trận đối ngoại. Biểu hiện của nó chính là những lời đe dọa, cảnh báo tới tất cả các quốc gia, không chỉ trong vấn đề Biển Đông. Với tư thế của một nước lớn, chỉ trích các nước là can thiệp và gây bất ổn. Chiến thuật này không chỉ thể hiện trong các phát ngôn gay gắt của nhà ngoại giao Trung Quốc, mà còn thể hiện ngay trong các hành động hung hăng, gây hấn trên biển như đâm va tàu cá, trả đũa, trừng phạt Mỹ và các nước phương Tây. Chính sách này giúp Bắc Kinh khẳng định sức mạnh kể câu chuyện theo cách mà mình mong muốn. Biển Đông giờ đã không còn là câu chuyện riêng của một số bên nữa, khi mà an ninh và sự ổn định trên Biển Đông đóng vai trò to lớn trong việc phát triển của khu vực và quốc tế, chắc chắn cần phải có giải pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trước khi tình hình căng thẳng ngày càng leo thang, trở thành mối lo ngại lớn cho hòa bình và trật tự dựa trên những luật lệ. Quý vị và các bạn thân mến,
một lần nữa chúng ta lại được nhìn thấy rõ ràng hơn về sự xảo trá, âm mưu của Trung Quốc. Liệu sẽ có giải pháp nào cho tình thế hiện tại? Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Một vụ lở đất đã xảy ra ở Yaoyagu, làng Gapo, thị trấn Keju, huyện Zhenxiang, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam và hơn 10 dân làng đã bị chôn vùi. Sau khi thảm họa xảy ra, cấp ủy và chính quyền quận đã thành lập đội tìm kiếm cứu nạn và đã tìm kiếm được 10 người. Hiện các nạn nhân được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện tại, công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành và phóng viên đang gấp rút đến huyện Zhenxiang. Sau khi liên lạc và xác minh qua điện thoại, nhóm dân làng Yaoyagwan ở Yaoyagu, làng Gapo, thị trấn Kuhu, huyện Seongsan, thị trấn Giao Tông, tỉnh Vân Nam, có tổng cộng 67 người trong 16 hộ gia đình, 46 người đã bị vùi lấp trong trận lở đất và 9 người đã được tìm thấy, trong đó có 8 người chết và 1 người bị thương. Nhà cửa đều bị vùi lấp. Phóng viên được biết từ các sở liên quan của tỉnh Vân Nam rằng, tính đến 12 giờ ngày hôm đó, 8 thi thể đã được cứu khỏi khu vực sạt lở đất ở huyện Zhenxiang và hơn 300 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu nạn. Vào khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, một vụ lở đất đã xảy ra tại nhóm dân làng Yaoyagu thuộc làng Gapo, thị trấn Gaohu, huyện Zhenxiang, thành phố Triều Đông và hơn 10 ngôi nhà của dân làng đã bị vùi lấp. Xác minh của các ban ngành liên quan, có hơn 60 dân làng ở nhóm làng Yaoyagu, trong đó hơn 20 người là lao động nhập cư, hơn 40 người bị sạt lở đất vùi lấp và tất cả nhà cửa của họ đều bị vùi lấp. Sau khi vụ lở đất xảy ra ở nhóm dân làng Yaoyagu, tỉnh Vân Nam, yêu cầu nỗ lực toàn lực để tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích, di chuyển kịp thời những người bị đe dọa đến nơi an toàn, điều trị kịp thời cho những người bị thương, làm tốt công tác hậu quả của nạn nhân và duy trì ổn định trật tự xã hội trong vùng thiên tai. Đồng thời, chính quyền tỉnh Vân Nam ngay lập tức đưa ra một kế hoạch khẩn cấp và các bộ phận đất đai, dân sự, nhà ở, xây dựng, giao thông, y tế và các bộ phận khác của tỉnh đã thành lập một nhóm công tác khẩn trương đến khu vực thiên tai càng sớm càng tốt để hướng dẫn và giúp cấp ủy chính quyền địa phương. Vào khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 9, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu Kaiyangji Group, Kingfu Village, Yongchun Township, Weishi District, Kiping, Yuman Province, khiến người dân bị vùi lấp. Tính đến 22 giờ đêm ngày 15 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 9 người mắc kẹt, trong đó 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Theo báo cáo, sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cứu hỏa Weishi đã nhận được công văn từ Trung tâm Chỉ huy của Sở Công an quận vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 15 tháng 9 và nhanh chóng điều động 2 phương tiện và 9 người đến hiện trường vụ tai nạn. Sau khi đến hiện trường vụ tai nạn, đội cứu hộ đã nắm được tình hình tại hiện trường vụ tai nạn và nhanh chóng đưa ra phương án khẩn cấp cứu nạn, cứu hộ và các vụ tai nạn lớn, đồng thời nhanh chóng lập phương án cứu hộ tại chỗ. Sở chỉ huy lực lượng chữa cháy tham gia cứu nạn thành 3 nhóm, gồm một cán bộ chiến sĩ sử dụng cụm đèn di động chiếu sáng hiện trường cứu nạn, 2 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn hiện trường vụ tai nạn, 2 cán bộ chiến sĩ khiêng cứu nạn, máy dò phát hiện dấu hiệu sự sống tại hiện trường vụ tai nạn, cùng với 4 cán bộ chiến sĩ dùng cuốc, xẻng, cuốc đóng đinh, dụng cụ cứu hộ để giải cứu người bị mắc kẹt. Đến 19 giờ 05 phút, lãnh đạo đội cứu hỏa Jiking đã dẫn lực lượng tăng cường gồm 1 xe và 5 người đến hiện trường vụ tai nạn, tăng cường thêm lực lượng cứu hộ. Tính đến 22 giờ 10 phút, cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được cả 9 người mắc kẹt, trong đó 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Kính thưa quý vị, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc MEM hôm vừa qua cho biết, mưa lũ nghiêm trọng đã xảy ra từ đầu tháng đến nay đã làm ít nhất 81 người thiệt mạng và mất tích và ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 13,74 triệu người tại 26 tỉnh thành. Ngoài ra, trên 744.000 người phải di rời khẩn cấp trong lúc hơn 100.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng. Theo MEM, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 27,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,93 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, mưa lớn liên tiếp khiến nước ở nhiều con sông vượt quá mức cảnh báo. Tại huyện Miện Ninh, tỉnh Từ Xuyên, mưa lớn, bão đã khiến 12 người thiệt mạng, 10 người bị thương đến ngày hôm qua. Mưa dông đã kéo dài tại huyện trên từ 3 ngày nay, gây lụt lội nghiêm trọng. Ngoài ra, hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy cảnh nhiều ngôi nhà bị lũ lụt tàn phá ở tỉnh Từ Xuyên
và các con đường ngập nước ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy ngày 16 tháng 9. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16 tháng 9 ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống mưa bão và cứu trợ người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Cùng ngày, Ủy ban giảm nhẹ thảm họa quốc gia Trung Quốc và MEM đã cử nhóm công tác đặc biệt đến những khu vực bị thiên tai hoành hành tại các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam để hỗ trợ công tác cứu hộ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC ngày 16 tháng 9 đưa ra cảnh báo về mưa bão trong ngày thứ 28 liên tiếp. Theo NMC, từ sáng ngày 17 tháng 9 đến sáng ngày tiếp theo, mưa lớn xảy ra tại một loạt tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Sơn Đông. NMC cũng khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác nguy cơ lũ lụt, lở đất, đồng thời ngừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm. Đối mặt tình trạng mưa lũ xảy ra tại nhiều nơi mỗi năm, nhà chức trách Trung Quốc đã tìm cách giảm nhẹ thiên tai thông qua việc sử dụng các con đập, trong đó nổi bật là con đập khổng lồ Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Tuy nhiên, sức ép đang gia tăng lên đập Tam Hiệp sau khi cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được ban bố đối với sông Dương Tử và một số con sông khác giữa lúc mưa được dự báo còn tiếp diễn. Theo trang Taiwan News, truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây buộc phải lên tiếng trấn an rằng con đập đi vào hoạt động từ năm 2003 này vẫn an toàn trong bối cảnh xuất hiện tin đồn nó sắp vỡ. Dù vậy, tình hình mưa lũ tại thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, nơi tọa lạc của con đập Tam Hiệp đang gây ra không ít lo lắng. Tờ China Daily Trung Quốc đưa tin, thành phố Nghi Sương ngày 15 tháng 9 hứng chịu lượng mưa kỷ lục trong 60 năm qua, khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Lực lượng cứu hỏa đã cứu được hơn 1.000 cư dân bị mắc kẹt trong lũ lụt tính đến đêm ngày 15 tháng 9. Trong khi đó, trang Taiwan News cho biết trên một đoạn video đăng trên mạng xã hội hôm 15 tháng 9 và ngày 16 tháng 9 cho thấy, cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại Nghi Sương cùng với nghi vấn tình trạng này là do đập Tam Hiệp xả lũ để giảm bớt sức ép lên cấu trúc công trình. Thưa quý vị, vụ sạt lở đất ở Tương Ninh, Sơn Tây đã khiến 7 người chết và 13 người bị thương, 13 người vẫn đang mất tích, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày thứ Tư, một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở phía bắc của Trung tâm Y tế thị trấn Giao Linh, huyện Tương Ninh, thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, khiến một công trình gia đình gồm 6 hộ của Trung tâm Y tế, một công trình gia đình gồm 8 hộ gia đình của Hiệp hội Tín dụng và một trung tâm mua sắm nhỏ bị sập. Tính đến 15 giờ ngày thứ Năm, vụ tai nạn đã làm 7 người chết, 13 người bị thương, 13 người mất liên lạc. Theo Cục Phòng cháy và Chữa cháy, vụ sạt lở có khối lượng, diện tích lớn, vùi sâu, nguy cơ cứu nạn cao do đất mềm. Hiện tại, 247 lính cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Cục Quản lý Khẩn cấp hướng dẫn công tác ứng phó khẩn cấp sự cố sập nhà do sạt lở đất ở Tương Ninh, Sơn Tây. Sau khi nhận được báo cáo, Bộ phận Quản lý Khẩn cấp đã lập tức bắt đầu ứng cứu khẩn cấp. Người phụ trách chính điều động tình huống ứng cứu tại Trung tâm Chỉ huy của Bộ phận và kết nối với video hiện trường. Hiện Thứ trưởng Fu Jihua đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý khẩn cấp. Tính đến 8 giờ ngày thứ Năm, 46 xe cứu hỏa, 217 lính cứu hỏa, 12 chó tìm kiếm cứu nạn và 17 thiết bị cứu sinh từ 5 đội cứu hỏa gồm Li Fan, Jun Cheng, Tai Yuan, Linh Zhong, Yang Ji tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường. 26 thành viên đội cứu hộ bom mìn địa phương và đội cứu hộ bầu trời xanh thành phố Li Fan cũng đã đến hiện trường để hỗ trợ giải cứu. Đội cứu hộ mỏ quốc gia Ping Ding San, đội cứu hộ công ty khai thác mỏ Han Cheng và đội cứu hộ mỏ thuộc tập đoàn Điện và Than Hoắc Châu đã chuẩn bị cho việc cử đi. Mặc dù các bộ phận liên quan đã làm hết sức mình, nhưng khi thảm họa xảy ra, người có thể hành động đầu tiên là chính bạn. Vì thế, trong trường hợp lở đất, làm thế nào để thoát ra và tự cứu mình? Đó là một chủ đề mà mọi người nên biết. Sạt lở đất thường xảy ra đột ngột và rất khó ước tính thiệt hại gây ra. Mong rằng mọi người có thể nắm vững trước những kiến thức để có thể tự cứu được tính mạng trong lúc nguy cấp. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, trang Taiwan News đưa tin lượng mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho 26 tỉnh của Trung Quốc, đặt hơn 10 triệu người vào tình trạng nguy hiểm. Tính đến nay, 13 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây và một số khu vực khác ghi nhận lũ lụt trên diện rộng. Cảnh báo lũ nghiêm trọng được ban hành cho các con sông này, bao gồm cả sông Dương Tử ngày 16 tháng 9. Trong khi đó, đập Tam Hiệp đang chú ý vì nó được xây dựng nhằm ngăn chặn lũ lụt dọc sông Dương Tử. Tuy nhiên, vì lo ngại lũ lụt ở thượng nguồn khiến con đập khổng lồ này quá tải,
nên chính quyền địa phương dự trữ nước hồ chứa ở mức thấp nhất bằng cách mở cửa xả ở những nhánh sông ở hạ lưu. Không may là động thái này khiến nước lũ hiện nay đổ xuống hạ nguồn, gây ngập nặng cho các vùng bên dưới con đập. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự đoán từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, thượng nguồn sông Dương Tử, khu vực hồ chứa Tam Hiệp, trung lưu sông Thanh, sông Hán đều chứng kiến mực nước dâng cao đáng kể. Đặc biệt, thành phố Nghi Xương nằm ngay dưới đập Tam Hiệp, trải qua trận lụt lớn trong 2 ngày trước. Người dân nghi ngờ rằng lũ lụt là do con đập xả nước để giảm tác động lên cấu trúc xây dựng. Báo China.org cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến 12 triệu người, làm ít nhất 78 người chết hoặc mất tích, ước tính 8.000 ngôi nhà bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở 13 tỉnh. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc MEM thống kê thiệt hại đã lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Các nhà dự báo thời tiết ngày 16 tháng 9 nói với đài CNA rằng mưa xối xả dự kiến ập xuống các khu vực ven biển phía đông Trung Quốc trong tuần này sau khi tàn phá khu vực Tây Nam. Vào ngày 17 tháng 9, lượng mưa đo được sẽ vào khoảng 40-60mm trên giờ. Chính quyền Bắc Kinh cam kết giảm thiểu thiệt hại cho thành phố Vũ Hán, nơi đang phục hồi sau hậu quả của dịch COVID-19 2 năm về trước. Và hiện dịch bệnh đang tái phát lại ở nơi đây. Thành phố này nằm trên sông Dương Tử, bị trận lụt lớn gần đây nhất là năm 1998, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và 14 triệu người mất nhà cửa. Trước đó, ngày 15 tháng 9, Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4, thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của đất nước. Các nhóm đặc biệt cũng được điều tới các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam để cung cấp hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở thượng và trung lưu sông Hoài, dẫn đến bị ngập lụt. Đến 8 giờ ngày 17 tháng 9, mực nước hồ Hồng Jê là 12,8m, đã vượt mực nước giới hạn lũ 0,3m. Để hạ mực nước hồ Hồng Jê từ trước và đảm bảo an toàn phòng chống lũ, ba cửa sông của hồ Hồng Jê đã mở vào sáng ngày 17 tháng 9 để xả lũ. Sở Tài nguyên nước tỉnh Giang Tô cho biết rằng vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 9, lưu lượng của cửa Bạng Phụ là 2.960 m khối mỗi giây và mực nước của hồ Hồng Trạch tăng 0,24m so với ngày 16 tháng 9. Ước tính có khoảng 4 tỷ mét khối nước sẽ sớm đổ vào hồ Hồng Jê sau khi cửa San Hê được mở. Lưu lượng xả lũ sẽ được điều chỉnh thêm theo diễn biến tình hình của mực nước và mưa. Bộ khí tượng dự báo rằng Zhenhui và Huanghui đang trải qua quá trình mưa mạnh và sẽ có mưa bão liên tục ở lưu vực sông Hoài Hà. Vào ngày 17 tháng 9, lượng mưa lớn xảy ra ở Zhenhui, Hubei và xung quanh hồ Hồng Jê. Văn phòng Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của mưa và mực nước, làm tốt công tác kiểm soát lũ an toàn trên các sông và hồ chứa lớn, tăng cường công tác phòng thủ trước lốc xoáy, lở đất và sạt lở núi có thể do mưa lớn gây ra, kịp thời điều chuyển người ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị, mực nước của Quang Gia Bá, dòng chính của sông Hoài tiếp tục dâng cao, và lực lượng phòng vệ quốc gia khẩn trương triển khai nhiều công việc quốc phòng. Trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia vào ngày 17 tháng 9 cho rằng do lượng mưa gần đây, thượng lưu và hạ lưu của dòng chính sông Hoài bị ngập ở lưu vực sông Lycia. Theo dõi lũ lụt cho thấy, vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 9, mực nước của Quang Gia Bá, dòng chính của sông Hoài đã lên 28,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,8m và mực nước vẫn đang tiếp tục tăng. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, lưu vực sông Hoài Hà sẽ tiếp tục có mưa lớn. Dự kiến mực nước Quang Gia Bá sẽ vượt 28,5m, tiến gần đến mực nước đảm bảo là 29,3m. Để đối phó với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng hiện nay trên lưu vực sông Hoài Hà, Tổng cục Quốc phòng đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và đưa ra dự báo lũ kịp thời sông Hoài. Để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt, Cục Tác chiến và lực lượng cảnh sát vũ trang đã thảo luận về tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà, đồng thời nghiên cứu thêm và triển khai công việc quốc phòng khác để ứng phó với tình hình kiểm soát lũ ngày càng nghiêm trọng ở sông Hoài Hà. Đồng thời, Tổng cục Quốc phòng yêu cầu Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Hoài Hà và các tỉnh dọc sông Hoài Hà triển khai hơn nữa hệ thống trách nhiệm kiểm soát lũ lụt, chuẩn bị nhân lực và vật liệu kiểm soát lũ lụt, tăng cường kiểm tra đê điều và các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và tăng cường điều động khoa học các hồ. Bộ phận tích trữ lũ Hào Sinh chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng lũ, phòng chống lũ một cách khoa học, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Hiện tại, không có nguy hiểm lớn nào xảy ra tại dự án dọc sông Hoài Hà. Tổng cục Quản lý Khẩn cấp Quốc phòng Hoài Hà đã kích hoạt ứng phó cấp độ 4 của kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt.
các phóng viên được biết từ Ủy ban Kiểm soát nước Hoài Hà của Bộ Tài nguyên nước rằng, trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, vào sáng ngày 17 tháng 9, Sở Chỉ huy Phòng chống lũ bão Hoài Hà đã tổ chức hội ý khẩn cấp và khẩn trương triển khai khẩn cấp phòng chống lũ lụt. Phương án ứng phó 4 cấp độ yêu cầu các bộ phận lưu vực tăng cường ứng trực khẩn cấp, chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường công tác dự báo, tất cả gia quân làm tốt công tác phòng chống lũ lụt hiện tại để đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống cho người dân ven sông Hoài. Tính đến 8 giờ ngày 17 tháng 9, mực nước của dòng chính sông Hoài Hà đã dâng lên trên diện rộng và mực nước của 3 hồ lớn trong lưu vực sông Hoài Hà, hồ Hồng Rê của trạm Giang Ba, hồ Lô Ma của trạm Giang Hê Tan và hồ Na Si của trạm Quê San đều vượt quá giới hạn lũ. 8 hồ chứa lớn đã vượt mực nước giới hạn lũ trên lưu vực. Theo kết quả phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, trong 3 ngày tới, lưu vực sông Hoài Hà tiếp tục có mưa lớn, sẽ có mưa vừa đến mưa to dọc phía bắc sông Hoài từ chiều ngày 17 tháng 9 đến chiều tối ngày 18 tháng 9. Có mưa to đến rất to ở phía nam sông Hoài. Dự kiến mực nước đỉnh cao khoảng 28,3 m sẽ xuất hiện tại ga Quang Gia Bá vào tối ngày 18 tháng 9 với lưu lượng tương ứng khoảng 4.000 m3 mỗi giây. Được biết, gần đây, Ủy ban Kiểm soát nước Hoài Hà của Bộ Thủy lợi sẽ cử 2 nhóm công tác đến tuyến đầu kiểm soát lũ lụt sông Hoài Hà để phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp. Vào ngày 17 tháng 9, Cục Quản lý Quốc phòng sông Hoài Hà cũng đã yêu cầu Giám đốc Quốc phòng tỉnh Giang Tô ở Hạ Lưu tăng lưu lượng xả của hồ Hồng Dê và giảm trước mực nước của hồ Hồng Dê để đạt đỉnh lũ của dòng chính sông Hoài. Cơ quan Quản lý Bảo tồn nước Yi Yu Sui tăng cường lập lịch trình các cống và cửa để giảm mực nước hồ Na Si, hồ Lua Ma để đối phó với lượng mưa lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Hiện tại, một số lượng lớn các dự án kiểm soát Hoài Hà đang được xây dựng để đảm bảo an toàn cho các dự án đang xây dựng. Ủy ban Hoài Hoài đã yêu cầu các đơn vị thi công liên quan thực hiện nhiều công tác chuẩn bị cho sự an toàn của dự án và sẽ tổ chức liên quan điều động các chuyên gia sẽ gấp rút đến công trường trong thời gian tới để tăng cường giám sát. Cho đến nay, chưa có nguy hiểm nào xảy ra tại các công trình xây dựng trên sông Hoài Hà. Từ gần 10 ngày nay, trên lưu vực sông Hoài Hà lại tiếp tục xảy ra mưa lớn. Lượng mưa trung bình trên bề mặt lưu vực là 131mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước của dòng chính sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao. Mực nước của trạm Quang Gia Bá là 28,1 m vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 9, vượt mực nước cảnh báo 0,6 m và lưu lượng tương ứng là 3.490 m3 mỗi giây. Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bắt đầu hứng chịu thời tiết mưa vào 4 ngày nay. Vào ngày 17 tháng 9, mực nước của 82 nhánh sông Hàn ở An Khang đã dâng lên một cách nhanh chóng và tình hình kiểm soát lũ lụt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cục Phòng chống lũ lụt đã triển khai hệ thống báo cáo, thực hiện giám sát chặt chẽ 24/24 giờ và cử các nhóm công tác đến các quận, huyện trong điểm để hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt. Chen Xiaohu, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và trụ sở cứu trợ hạn hán ở An Khang, kiêm Phó Giám đốc Cục Quản lý Nguồn nước thành phố, cho biết sông Hàn dài 340 km trên lưu vực sông An Khang, chảy qua 5 quận bao gồm Zhejiang và Harbin, và hơn 50 thị trấn là khu vực có giá trị cao và tần suất mưa lớn. Ngày 16 tháng 9, mực nước các nhánh sông Hàn bắt đầu lên. Theo các nhân viên của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán, trong tình trạng hiện nay, thiên tai như lở đất và lở núi rất dễ xảy ra. Nhiều người dân ở An Khang sống ven sông và khu vực núi. Ở các vùng nông thôn, việc ngăn chặn lở đất và lở núi thậm chí còn quan trọng hơn việc kiểm soát lũ lụt. Hiện tại, Cục Phòng chống lũ lụt địa phương đã chuyển sang trạng thái bán quân sự hóa, đồng thời hệ thống báo cáo của các địa điểm kiểm soát lũ lụt đã được kích hoạt, báo cáo các thông tin thời tiết quan trọng mỗi giờ một lần. Sau khi bước vào mùa lũ, hệ thống báo động kiểm soát lũ lụt ở thành phố An Khang đã được thử nghiệm và 31 điểm báo động không dây đã được xây dựng trong khu đô thị. Để đối phó với trận lũ lụt bất ngờ và nghiêm trọng vào mùa thu trên sông Hàn, Tổng cục Phòng vệ sông Dương Tử đã đưa ra nhiều phương án khẩn cấp khác nhau, đồng thời yêu cầu tỉnh Hồ Bắc làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Hàn để đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân hai bên eo biển. Vào ngày 16 tháng 9, Kai Ki-hua, Phó Chỉ huy điều hành của lực lượng bảo vệ sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Dương Tử, đã chủ trì một phòng thương mại kiểm soát lũ khẩn cấp để nghiên cứu cách đối phó với lũ lụt bất ngờ ở thượng nguồn sông Hàn. Bà cho rằng sông Hàn thời gian gần đây tiếp tục có mưa lớn khiến mực nước dâng cao, cần làm tốt công tác cứu hộ, duy tu kè sông Hàn, đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng lòng hồ và hạ du.
đồng thời chuẩn bị phòng chống lũ lụt lớn trên sông Hàn. Hiện nay, cần làm tốt công tác dự báo mực nước sông. Kai Ki-hwa cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt ở sông Hàn rất nghiêm trọng trong phạm vi có thể kiểm soát. Vào lúc 0 giờ ngày 16 tháng 9, Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã thông báo khẩn cấp tới Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát lũ lụt sông Hàn. Yêu cầu tỉnh Hồ Bắc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt ở trung và lưu sông Hàn, tăng cường kiểm tra đê điều và đảm bảo an toàn đê điều, kiểm soát lũ lụt, mở rộng khả năng xả lũ của sông Đông Kinh để đáp ứng các yêu cầu phân dòng, chuẩn bị các công tác khác cho việc sử dụng cho vùng phân lũ. Hiện tại, các đơn vị thành viên của Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử bao gồm Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát nước sông Dương Tử, Đội khẩn cấp kiểm soát lũ lụt, Kho tư liệu kiểm soát lũ lụt và Trung tâm tuyên truyền và xuất bản đã triển khai các kế hoạch khẩn cấp phù hợp với trách nhiệm tương ứng của họ. Wang Wei, người đứng đầu Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo của mực nước và lượng mưa và sắp xếp khoa học để đảm bảo rằng công tác kiểm soát lũ lụt được thực hiện một cách hiệu quả. Phóng viên được biết từ Cục Thủy văn sông Dương Tử, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ dự báo thủy văn và đưa tin về trận lũ lụt thảm khốc sông Hàn. Phòng dự báo khí tượng thủy văn của Cục cùng các ban ngành liên quan và các trạm thủy văn trực thuộc dọc sông Hàn đã và đang nỗ lực hết sức để thực hiện công tác dự báo phòng chống lũ lụt. Hiện tại, điểm đo của máy ghi mực nước của trạm thủy văn Bai He đã bị cuốn trôi, tòa nhà trạm bị ngập, giao thông bên ngoài của Siang Yaping và các trạm thủy văn khác bị gián đoạn, nhưng công tác dự báo kiểm soát lũ vẫn đang được tiến hành. Vào tối ngày 16 tháng 9, do lượng mưa lớn liên tục trút xuống, một trận lở đất đã xảy ra một lần nữa ở đoạn sông Bang Guxiang tại K4044 của quốc lộ 318, Tứ Xuyên, Tây Tạng khiến giao thông bị gián đoạn. Theo giới thiệu của các bộ phận liên quan của Sở Giao thông Tây Tạng, do mùa mưa ở Tây Tạng, đặc biệt là mưa liên tục ở miền đông Tây Tạng và cấu tạo địa chất phức tạp của khu vực này nên hàng năm sẽ xảy ra các thảm họa như lở bùn là một thảm họa lở đất lớn ở đây vừa qua. Hiện bộ phận bảo trì đường cao tốc đang tích cực tổ chức nhân lực, máy móc để tiến hành cứu hộ, đảm bảo an toàn, hiện vẫn chưa xác định được thời gian thông xe. Sau gần 10 giờ làm việc cật lực của các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông vũ trang 4, đoạn Guxiang của đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng, nơi xảy ra dòng mảnh vỡ nguy hiểm, về cơ bản đã được khôi phục. Các phương tiện bị mắc kẹt và người dân đã đi qua an toàn. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của quần chúng nhân dân và khôi phục sự thông suốt của huyết mạch Tứ Xuyên – Tây Tạng, trong thời gian sớm nhất, các cán bộ chiến sĩ được chia làm hai nhóm. Một nhóm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, chuyển giao những người bị mắc kẹt và phương tiện. Nhóm còn lại có nhiệm vụ phát quang sạt lở, gia cố nền đường, xây tường chắn, sửa chữa đường giao thông. Đến 16 giờ ngày hôm đó, sau gần 10 giờ nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang và cán bộ địa phương đoạn Guxiang của đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng đã cơ bản được khôi phục, các phương tiện bị mắc kẹt và người dân qua lại an toàn. Các bộ phận liên quan nhắc nhở rằng mưa liên tục ở khu vực Ninh Chi – Tây Tạng đã gây ra lở đất thường xuyên ở khu vực Ninh Chi trên đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng. Mọi người cần lưu ý. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh thông báo rằng, do ảnh hưởng của thời tiết đối lưu mạnh như xoáy thấp, trong hai ngày qua, địa phương các khu vực ở Liêu Ninh, Bexi, Hunludao, Chao Giang, Tia Linh và các thành phố khác đã giảm đáng kể. Trong cơn mưa xối xả, một số khu vực đổ mưa lớn và một số vùng đất nông nghiệp bị ngập lụt, nhưng không có thương vong được báo cáo. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh Liêu Ninh, tâm của trận mưa lớn nằm ở huyện Ruaren, thành phố Benxi. Lượng mưa tích lũy tại ga Pulebao trong khu vực này là 205mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất lúc 6 giờ là 153mm. Trước và sau trận mưa, Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán quận Hurrien đã cử một nhóm công tác đến thị trấn Pulebao, nơi hứng chịu trận mưa bão để hướng dẫn cứu hộ. Tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 9, khu đã chuyển khẩn cấp hơn 280 trên 450 hộ tới nơi tạm trú an toàn. Theo Văn phòng Bộ Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, đây là trận mưa lớn kể từ đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè ở Liêu Ninh. Các bộ phận kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước ở nhiều nơi đã đưa ra cảnh báo sớm và triển khai phòng chống lũ lụt trên sông lớn và hồ chứa ở Liêu Ninh. May mắn thay không có thương vong xảy ra. Tình hình thiên tai chi tiết tại một số khu vực bị ảnh hưởng đang được điều tra và thống kê. Tin cho hay, theo dự báo của các cơ quan phòng chống lũ lụt, tỉnh Liêu Ninh đã tăng cường lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và tình hình nước lũ, kịp thời triển khai công tác phòng chống lũ lụt,
Đồng thời, Chi cục Thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra canh gác các hồ chứa để đảm bảo an toàn các hồ chứa. Kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, tỉnh Hồ Bắc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Vào tối ngày hôm trước, Liu Yongfan, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc và Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh gọi tắt là Defending Finger đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tập trung vào sự nguy hiểm của hồ chứa Yujahe và các điều kiện lũ lụt và thảm họa kể từ khi mưa đến, cũng như xu hướng thời tiết trong những ngày tới. Sau đó, Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp 4 cấp vào 0 giờ ngày 16 tháng 9 theo các quy định của Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Bắc. Kể từ khi mùa mưa bắt đầu, tại tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra 4 đợt mưa lớn và mạnh, với 3 đặc điểm đáng chú ý là lượng mưa lớn, phạm vi rộng và thiên tai địa phương nghiêm trọng. Ví dụ, ở huyện Dinh San, tỉnh Hồ Bắc, trận mưa lên tới 331mm và lượng mưa hàng ngày lên tới 240mm, tức là 50 năm mới có một lần. Nhiều lần mưa với cường độ cao, lượng mưa lớn cục bộ đã gây ra nhiều loại thiên tai như mưa xối xả và lũ quét, sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn, ngập úng đất nông nghiệp. Theo thống kê sơ bộ của Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc, tính đến ngày 16 tháng 9, 49 quận, 425 thị trấn, 4,217 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5,507 triệu hectare. Vào ngày 17 tháng 9, khu vực hồ chứa Suyahe ở Seongan đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn và nền thứ cấp của con đập bị sụt lún 48m². Wang Shongfa, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc nói rằng các thảm họa nguy hiểm và điều kiện lũ lụt hiện tại ở sông Phun Hoan ở tỉnh Hồ Bắc phù hợp với các quy định của Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt của tỉnh để kích hoạt phản ứng 4 cấp. Ngoài ra, do Hồ Bắc vẫn đang trong mùa mưa và lũ lụt chính, nhiệm vụ kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai là rất khó khăn. Sau khi ứng phó khẩn cấp 4 cấp được triển khai theo đúng quy trình quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở Chỉ huy Quốc phòng thành phố và bang liên quan sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, chẳng hạn như kiểm soát lũ lụt trong nhiệm vụ bảo vệ kiểm tra an toàn, bảo mật thông tin, lập lịch kế hoạch và báo cáo thông tin cụ thể. Thời kỳ mưa bão ngắn xen kẽ sắp kết thúc. Từ 2 ngày qua, đợt mưa lớn thứ 3 trong thời kỳ mưa Meiyu sẽ đổ bộ vào tỉnh Hồ Bắc từ Tây sang Đông. Các khu vực mưa chính nằm ở miền Trung và miền Đông. Kể từ đầu mùa mưa, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu 2 trận mưa lớn, một số khu vực đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo dự báo thời tiết trong đợt mưa to này, các vùng mưa chính là miền Trung và miền Đông của cả nước, lượng mưa lớn nhất có thể lên tới 150-200mm, rất dễ xảy ra thảm họa. Chỉ huy phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho đợt mưa lũ lớn mới. Người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt trên các sông, hồ, hồ chứa. Tập trung phòng chống lũ vừa và nhỏ trên sông ngòi, an ninh hầm, hồ chứa nhỏ, thủy điện đang xây dựng. Trong phạm vi của đợt mưa mới, các hồ chứa đều đã xả lũ. Các hồ chứa này có tiêu chuẩn kiểm soát lũ thấp và một khi gặp mưa lớn, an toàn phòng chống lũ chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống lũ tỉnh nhấn mạnh cần phải chuẩn hóa công tác điều động và quản lý các hồ chứa, thực hiện điều chỉnh trước và tiêu trước theo diễn biến thời tiết. Khi hồ chứa gặp nguy hiểm, mực nước phải được kiểm soát hoặc vận hành hồ chứa trong tình trạng cạn kiệt, cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn các hồ chứa, không bao giờ để xảy ra hiện tượng tự ý quản lý, vận hành không được phép, nghiêm túc kỷ luật điều động hồ chứa, tăng cường hệ thống trách nhiệm điều hành lũ hồ chứa. Người nào không thực hiện quy chế điều động, lệnh điều động phải bị điều tra xử lý nghiêm. Nếu để xảy ra tai nạn trong lũ tiêu chuẩn thì Chỉ huy Phòng chống lụt bão và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. Một đợt mưa lớn và lũ mới sắp đến và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã triển khai để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vừa qua, Yu Jianwei, Phó Thống đốc điều hành tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để nghe báo cáo của các cơ quan kiểm soát lũ lụt, khí tượng và các bộ phận khác về kiểm soát lũ lụt hiện tại và cứu trợ thiên tai, triển khai và tăng cường phòng chống lũ lụt, công tác kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu thực hiện trách nhiệm phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Thưa quý vị, vào trưa ngày 16 tháng 9, làng Chô Ly, thị trấn Kawa, huyện Hai Yuan, Ninh Hạ đã xảy ra lũ quét sau mưa lớn bất ngờ và nhiều người bị mắc kẹt. Đến 13 giờ 46 phút sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Đội Cứu hỏa Ninh Hạ, Yongwei lập tức chỉ huy Sở Cứu hỏa huyện Hải Nguyên và đội tổ chức cứu hộ
điều động xe cứu hỏa mang theo thiết bị cứu hộ, khẩn trương đến tuyến đầu thảm họa ứng cứu. Đến 14 giờ 57 phút cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ cứu hỏa đến làng Choli, thị trấn Kawa, nơi bị lũ cuốn trôi, phát hiện một số tuyến đường và phần lớn diện tích đất canh tác bị ngập hoàn toàn. Nhà dân bị sạt lở chìm trong nước lũ hoàn toàn. Các cán bộ chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng được chia thành hai nhóm. Một nhóm tiến hành di rời lũ, nhóm còn lại khẩn trương tìm kiếm và sơ tán dân làng bị mắc kẹt. Đến 16 giờ 12 phút, một ngôi nhà bị sập do nước ngập sâu, nhưng may không có ai bị thương. Lúc 16 giờ 51 phút, lực lượng tiếp viện từ đội cứu hỏa quận Hải Nguyên đã đến hiện trường. Đến 18 giờ 21 phút, sau khi nhóm cán bộ chiến sĩ đầu tiên di tản ra đường, rút nước, mực nước của hầu hết các điểm lũ phù sa đã giảm xuống đáng kể. Lúc này, cán bộ chiến sĩ tổ 2 đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt. Sau gần 6 giờ chiến đấu liên tục, các cán bộ chiến sĩ đã sơ tán thành công hơn 80 người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và giải cứu tài sản trị giá 250.000 nhân dân tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã làm sập 8 nhà, 19 nhà không ở được, 108 nhà bị lũ cuốn trôi, 24.630 ha đất ruộng bị ngập. Vào chiều ngày 17 tháng 9, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Xiangxi, huyện Xili, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lan xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát đã bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng cứu hộ, cả hai mới thoát được ra ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Xili u ám và mưa, ở làng Tianjiaping, thị trấn Xiangxi, một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay mặt ra đường và quay lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn. Đột nhiên, có một tiếng động bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18 giờ 40 phút, đội cứu hộ chuyên trách Yanja của chính quyền nhân dân quận Xili đã đến hiện trường vụ việc. Thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm. Một nhóm ra phía sau cửa hàng, xác định không có nguy cơ sập núi sau quy mô lớn, nên cùng chính quyền địa phương tiến hành khai quật cứu hộ. Nhân viên và cảnh sát và các nhóm khác đến trước cửa hàng. Sau khi sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực, họ đã vào trong cửa hàng để giải cứu. Hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào bới những lối đi cứu người. Đến 19 giờ 05 phút, lối thoát hiểm đã được mở, hai người mắc kẹt được giải cứu thành công. Tuy bị thương nhẹ và choáng nhưng rất may họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở Trung Quốc tiếp tục xả nước, lũ dồn về trung và hạ lưu. Các thành phố ven sông Dương Tử đã phải phát cảnh báo sớm, lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn, lũ dần di chuyển về phía hạ lưu. Thông tin giám sát nước của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đột ngột dừng lại vào tối ngày 16 tháng 9 và đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 2 giờ sáng ngày 17 tháng 9. Thời gian ngừng hoạt động đã kéo dài 6 giờ. Do mực nước Hồ Bà Dương tiếp tục dâng cao, mực nước ở hạ lưu Nam Kinh cũng đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử. Thông tin về dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp của Trung Quốc đã bị cắt trong vài giờ vào tối ngày 16 tháng 9 mà không rõ lý do. Mạng lưới thủy văn sông Dương Tử chính thức của Trung Quốc được cập nhật ít nhất mỗi giờ một lần. Và ngay lập tức, thông báo dòng chảy vào và chảy ra của 14 trạm giám sát chế độ nước trong lưu vực sông Dương Tử cũng như mực nước mới nhất là 43.000 mét khối và mực nước sản lượng là 28.800 mét khối mỗi giây. Thật bất ngờ, thông tin dòng nước vào đột ngột dừng lại. Cho đến nay, lúc 2 giờ sáng, thông tin quan trắc nước của hồ chứa Tam Hiệp đã trở lại bình thường và thời gian tắt máy đến 6 giờ. Khu vực xung quanh hồ Po Yang ở trung lưu sông Dương Tử đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc CCTV và Tân Hoa Xã đưa tin rằng, nhiều tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ màu đỏ và hồ Bà Dương tiếp tục bị ngập lụt. Mực nước dọc sông Dương Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc đã vượt mực nước cảnh báo, lũ đang dần nhấn chìm các bờ sông. Theo báo cáo của tin tức buổi tối Dương Tử, mực nước của thành phố Nam Kinh ở hạ lưu sông Dương Tử đã vượt quá mực nước cảnh báo và đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử, đạt 10,1 m, kỷ lục cao nhất trong lịch sử, chỉ đứng sau 92.600 mét khối trên giây vào năm 1954. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở Nam Kinh đang rất nghiêm trọng. Đến ngày 17 tháng 9, tại Quảng An, trời đã đổ mưa to, có nơi lượng mưa lên tới hơn 150 mm.
mưa lớn gây ra lũ quét ở thị trấn Gwangsan, quận Guseng, thành phố Quảng An và hơn 1.000 người ở thị trấn Gwangsan Chang bị nước lũ bao vây. Sau khi thảm họa xảy ra, cán bộ và nhân dân, lực lượng công an, cảnh sát vũ trang, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và lực lượng dân quân ứng cứu khẩn cấp ở huyện Guseng đã khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa để sơ tán và giải cứu những người bị mắc kẹt. Do được ứng cứu kịp thời nên không có ai bị thương ngoại trừ thiệt hại về tài sản. Và sáng sớm ngày 17 tháng 9, địa phận huyện Wuchi, thành phố Quảng An đã hứng chịu lượng mưa cực lớn và liên tục kể từ đầu mùa hè. Lượng mưa lớn nhất vượt quá 150mm, dẫn đến tích nước ở một số đường phố, cơ quan, trường học, nhà dân và các điểm khác trên địa bàn quận. Nơi nước sâu nhất đến 1,2m, nước từ một số cống cũng tràn qua gây bất tiện cho người dân, sinh viên và nhân viên văn phòng. Vào lúc 17 giờ 50 phút chiều ngày thứ Tư tuần trước, phóng viên vừa biết được tin tức mới nhất rằng tất cả những người bị mắc kẹt ở huyện Ma Long, nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, đã được chuyển đến nơi an toàn và đưa vào 3 khu vực tạm trú an toàn. Chính phủ đang giúp đỡ những người bị ảnh hưởng về vấn đề thực phẩm và nước. Không Chu Du, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đang dẫn đầu đoàn công tác tiến hành chỉ huy tại chỗ và thăm hỏi các nạn nhân trong thảm họa lũ lụt lần này, đồng thời triển khai các công việc liên quan. Theo báo cáo, sau thảm họa, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, người dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Hiện chính quyền đã thành lập tổ công tác để tăng cường quản lý, kiểm tra, ổn định sự cố. Ngoài ra, tổ công tác vẫn đang tổ chức lực lượng đào đoạn sông tương đối hẹp bằng máy móc để đạt mục đích xả lũ. Công tác cứu trợ thiên tai được thực hiện ổn định. Những trận mưa lớn liên tục trong thời gian gần đây, cùng với sự gia tăng xả lũ của nhà máy điện ở thượng nguồn sông Wuyang. Vào buổi sáng ngày hôm đó, tại thị trấn Bihu, huyện Li Sui, tỉnh Chiết Giang đã bị bao vây bởi lũ dâng cao. Làng Hông Su trở thành một hòn đảo bị cô lập trên sông Wuyang. Hơn 370 người trong làng bị mắc kẹt trong làng do lũ lụt. Sau khi nhận được thông báo, nhiều người dân vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng lũ nguy hiểm. Lực lượng công an địa phương, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát vũ trang và các ban ngành khác đã phối hợp tổ chức các đội cứu hộ để chuyển những người bị mắc kẹt. Tính đến 5 giờ chiều ngày hôm đó, hơn 1.000 người đã được di chuyển thành công đến khu vực an toàn. Từ 2 ngày qua, tại khu vực Lệ Thủy đã xảy ra mưa lớn, mực nước một số sông đã vượt mức an toàn. Trận lũ bất ngờ đã cắt đứt con đường với thế giới bên ngoài từ làng Hông Su, thị trấn Bihu, huyện Liandu và làng Hông Su trở thành một hòn đảo bị cô lập giữa dòng sông bị lũ bao vây. Cùng ngày, sau khi nhận được lời kêu cứu, đội đặc nhiệm cứu hỏa Lệ Thủy đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hỏa nhận thấy con đường dẫn đến làng Hông Su đã bị bao phủ bởi biển nước mênh mông. Theo lời giới thiệu của những người dân làng gần đó, làng Hông Su nằm bên bờ sông Ouyang, diện tích khoảng 500 hectare, trong làng có hơn 1.000 người dân và hiện có hơn 370 nhân khẩu. Ngôi làng thường có hai con đường dẫn ra thế giới bên ngoài. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, mực nước vẫn đang dâng cao, tình hình rất nghiêm trọng. Sau khi nắm được tình hình cơ bản của hiện trường, cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng có mặt ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng hai chiếc thuyền để sơ tán những người bị mắc kẹt. 12 giờ trưa hôm đó, nhóm người đầu tiên đã được di chuyển an toàn trên chiếc thuyền xung kích. Hai ngày đầu có thể tìm được đường, nhưng sáng ngày 17 tháng 9 ngủ dậy không thấy đường. Có người không dám băng qua nếu tìm thấy. Đường bị nước nhấn chìm sớm từ 2 ngày trước, nhưng nước chảy lúc bấy giờ rất xiết nên không thể rời đi. Do đêm hôm trước đó mưa lớn, đến sáng không còn đường nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Một số người lo lắng và một số người không muốn di chuyển. Trước sự không muốn chuyển đi của một số người dân, cán bộ thị trấn và thôn bản đã đi sâu vào nhà dân và tiến hành công tác tư tưởng tỉ mỉ để thuyết phục họ. Trong quá trình cứu hộ, đội cứu hộ không chỉ chuyển từng đợt người dân đến khu vực an toàn mà còn chuyển ngũ cốc, rau quả, dự trữ và một số tài sản của gia đình, đồng thời cử người đưa dân làng đến các điểm tái định cư. Một người dân cao tuổi ở địa phương cho biết những năm trước cũng bị lũ bủa vây, nhưng lũ lớn như năm nay thì hiếm. Tính đến 5 giờ chiều, hơn 1.000 người đã được chuyển thành công đến khu vực an toàn mà không có thương vong. Theo thống kê, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, lúc 3 giờ chiều, lượng mưa trung bình ở thành phố Lệ Thủy đạt 95,3mm. Trong số đó, Long Tuyền có lượng mưa trung bình lớn nhất là 147mm. Tại thành phố Li Sui, dung tích chứa nước của các hồ từ cỡ nhỏ trở lên chiếm 98% dung tích chứa thông thường. Mực nước của hồ Jisutan là 184,51m và mực nước của hồ chứa Tankeng là 159,84m.
tất cả đều đã tiếp cận mực nước giới hạn lũ. Có 52 thị trấn bị thiên tai ở Lisui. Với dân số 176.000 người, 499 ngôi nhà bị sập, 10.940 người phải chuyển đi và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 310 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, những người bị ảnh hưởng từ làng Hồng Su đã được chính quyền địa phương cho tạm trú trong một ngôi trường gần đó. Chính quyền thị trấn cũng đã chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm hàng ngày cho những người dân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, trận động đất ở Jiangbei, tỉnh Hà Bắc xảy ra vào khoảng 11 giờ 52 phút trưa ngày 16 tháng 9. Đây là trận động đất tương đối lớn ở miền đông Trung Quốc trong những năm gần đây. Nó liên quan đến 19 thị trấn và hơn 200 làng hành chính ở các quận Jiangbei, Changji, Kangbao và Wanquan, cũng như Bắc Kinh, Thiên Tân, Nội Mông và những nơi khác. 49 người thiệt mạng, 362 người bị thương nặng, 11.077 người bị thương nhẹ, hơn 100.000 ngôi nhà bị sập, 44.000 người mất nhà cửa và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 836 triệu nhân dân tệ. Kể từ năm 1996, lần đầu tiên người ta phát hiện ra rằng có giá trị cao bất thường của nước ngầm như mực nước, ra đông nước ở phía bắc của Hoa Bắc và một loạt các cuộc điều tra, thực hiện thử nghiệm và nghiên cứu tại chỗ đã được thực hiện. Và nó đã được xác nhận rằng đó là một sự bất thường giữa kỳ của các trận động đất mạnh. Kể từ năm đó, các chất lỏng dưới lòng đất như khí thoát ra ngoài, khí đất và nhiệt độ nước đã bất thường ở phía bắc của Bắc Trung Quốc với nhiều lần lên xuống đồng thời của nhiều giếng và tiếng vang với hoạt động địa chấn vừa và mạnh ở khu vực này cho thấy rằng chuyển động của lớp vỏ ở khu vực này đã đi vào trạng thái hoạt động. Nhận thấy rằng nguy cơ xảy ra các trận động đất mạnh đang gia tăng. Theo đó, nhiệt độ nước giếng Taiwan tăng đột ngột bất thường và sau đó một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở Thông Châu. Do đó, trong 2 năm tiếp theo, trong các báo cáo nghiên cứu về động đất đã 2 lần ghi rõ là có cường độ 5,0 đến 6,0 độ Richter và khoảng 6 độ Richter ở khu vực phía Bắc Hoa Bắc, chủ yếu là đoạn phía Bắc của vành đai Sơn Tây, khu vực ngã ba Sơn Tây, Hà Bắc và Mông Cổ và phần Tây Bắc của vành đai Bột Hải là có nguy cơ động đất mạnh. Trước tình hình phức tạp phân tích sự bất thường, đặc biệt là xem xét đặc điểm thời gian bất thường của khí CO2 lớn và dài ở Huai Lai, đề xuất rằng Cục Quản lý Động đất bang chính thức điền vào phiếu dự báo ngắn hạn của Cơ quan Quản lý Động đất Nhà nước đưa ra các ý kiến dự báo ngắn hạn rõ ràng hơn và gửi chúng cho các bộ phận liên quan vào cùng ngày. So sánh với 3 yếu tố của trận động đất thực tế về thời gian, vị trí và cường độ trận động đất, thì ý kiến dự báo là hoàn toàn chính xác. Chênh lệch giữa các tâm chấn nhỏ hơn 10 km và độ lớn thấp hơn 0,7 độ Richter thì rõ ràng đây là một bước ngoặt rất thành công trong công tác dự báo ở trình độ khoa học hiện nay. Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 5 năm 2008, hơn 60 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã tập trung tại đây trong ủy ban làng của làng hành chính Jianghezi, huyện Jiangbei. Những người cũng từng đã trải qua những trận động đất cũng từng trải qua cảnh tan cửa nát nhà như ở đây. Người dân nào cũng nhắc đến trận động đất ở Tứ Xuyên và nước mắt đã tuôn rơi. Làng San Sihan, làng hành chính Xiaonghezi, huyện Jiangbei từng được biết đến là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Jiangbei năm đó. Trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở Jiangbei Sanji năm đó đã khiến tất cả các ngôi nhà ở ngôi làng này bị phá hủy. Vào ngày hôm đó, nhiều người dân trong làng Sasisan đang tất bật gieo hạt trên đồng ruộng. Sau 14 giờ, nhiều người dân trong làng đã gác lại công việc đồng áng và vội vã trở về từ đồng ruộng để tổ chức lễ tại ủy ban làng, nơi tập thể những người đồng hương đã hy sinh ở Tứ Xuyên đã để tang. Có quá nhiều sự nặng nề trên những khuôn mặt đơn sơ ngày ngày phơi mình dưới nắng gió và trở nên đen đúa. Sau khi biết về trận động đất ở Tứ Xuyên tại thị trấn Đa Hê, nơi đã nhận được sự hỗ trợ từ các bên do thảm họa động đất, ngay lập tức tổ chức dân làng quyên góp tiền. Năm nay đánh dấu kỷ niệm trận động đất ở Jiangbei, nhiều người dân nói với các phóng viên rằng mặc dù họ xa hàng nghìn dặm, nhưng người dân Jiangbei rất mong đồng bào ở Tứ Xuyên xây dựng lại nhà của họ sớm hơn và nhanh hơn. Các nhân viên của Cục Động đất tỉnh Hà Bắc cho biết sau trận động đất, Cục không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong và những thiệt hại khác từ người dân địa phương. Theo Cơ quan Quản lý Động đất tỉnh Hà Bắc, sau trận động đất, cơ quan này đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Theo tham vấn, vị trí động đất của trận động đất này cách tâm chấn của trận động đất Jiangbei mạnh 6,2 độ Richter năm 1998, là 13,4 km về phía Tây Bắc và nó nằm trong vùng dư chấn của trận động đất. Vào năm 2003, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở Bachu Shiji, Tân Cương,
với tâm chấn nằm ở cực đông nam của khu vực phân bố của 9 trận động đất Yaxi mạnh 6 độ Richter từ năm 1997 đến năm 1998. Dư chấn của trận động đất 6,8 độ Richter phân bố theo hướng Tây Bắc phù hợp với trục dài của vùng Meloseim. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2003, dư chấn lớn nhất có cường độ 5,8 độ Richter. Kết quả phân tích sơ bộ của giải pháp cơ chế tiêu điểm là đứt gãy tiêu điểm có tính chất trượt ngược, mặt phẳng rút gần hướng Bắc Nam có thể là mặt phẳng đứt gãy chính. Và hướng trục P của ứng suất nén chính là NWW. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra trong vùng nguy cơ động đất 6-7 độ Richter được quốc gia chỉ định năm 2003. Trước khi xảy ra động đất, theo diễn biến của tình hình động đất ở Tân Cương, Trung tâm Dự báo của Cục Quản lý Động đất Tân Cương đã nêu rõ trong nhận định tình hình động đất rằng có khả năng xảy ra động đất vừa và mạnh trong hai trận động đất trọng điểm khu vực rủi ro ở Tân Cương vào tháng tới hoặc lâu hơn một chút. Vùng động đất Fenway thuộc vùng động đất Bắc Trung Quốc và là một vùng hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền đông Trung Quốc. Nó bắt đầu từ lưu vực Shanghua Huyan và Hulai Wangping ở phía bắc tỉnh Hà Bắc. Yushan Basin, Datong Basin, Siring Basin, Lingqiu Basin, Taiwan Basin, Lifan Basin, Yongchen Basin và Weihe Basin ở miền nam. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây và trận động đất 8,0 độ Richter ở Huaxian, Thiểm Tây đều xảy ra trong vùng động đất Fenway. Trận động đất Jiangbe mạnh 6,2 độ Richter cũng gần vành đai đất Fenway. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng động đất Fenway. Trong đó, có 7 trận động đất mạnh 7-7,9 độ Richter, 2 trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn Fenway bắt đầu từ lưu vực Shanghua Huayan và Hualai Yanqing ở tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc và đi qua lưu vực Yanquan, Suxian Basin, Datong Basin, Xinjing Basin, Liuqiu Basin, Taiyuan Basin, Lifan Basin và lưu vực Yucheng ở phía nam, lưu vực Weihe. Vùng động đất Fenway thuộc vùng động đất Bắc Trung Quốc và là một vùng hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền đông Trung Quốc. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây năm 1303 và trận động đất 8,0 độ Richter ở Huaxian, Thiểm Tây năm 1556 đều xảy ra trong vùng động đất Fenway. Trận động đất Jiangbe M6.2 vào tháng 1 năm 1998 cũng gần vành đai động đất Fenway. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng động đất Fenway. Trong đó có 7 trận động đất mạnh 7-7,9 độ Richter, 2 trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Trận động đất Linfen là một trận động đất lớn đã xảy ra ở lưu vực trũng đứt gãy lâm phần ở phía nam tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cường độ của trận động đất được ước tính là 7,5-8 độ Richter. Theo biên niên sử quân lâm phần của ông Chính, trận động đất ở Bình Dương, ở Xu là sấm sét và các bức tường thành, văn phòng chính phủ, đền thờ và nhà dân sụp đổ ngay lập tức, giết chết hàng chục nghìn người dân thành thị và nông thôn. Cách đây 400 năm, vào năm 1303, gần đó, một trận động đất với quy mô tương tự đã xảy ra ở huyện Hồng Đông và thị trấn Triệu Thành ở Trung Quốc. Cấu trúc địa chất của toàn bộ vành đai địa chấn Sơn Tây thuộc lưu vực đứt gãy kiểu Graben có điều kiện nền để xảy ra các trận động đất lớn. Khu vực địa chấn Bắc Trung Quốc bao gồm tất cả hoặc một phần Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác. Trong số 5 khu vực động đất, cường độ và tần suất động đất của nó chỉ đứng sau khu vực động đất ở cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, đứng thứ 2 trong cả nước. Kể từ khi khu vực đô thị nằm trong khu vực này, nó là đặc biệt thú vị. Theo thống kê, đã có 5 trận động đất có cường độ 8 độ Richter được ghi nhận tại khu vực này, 18 trận động đất có cường độ từ 7-7,9 độ Richter xảy ra. Ngoài ra lại nằm trong khu vực có mật độ dân cư đông đúc, tập trung các thành phố lớn, chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông phát triển của Trung Quốc nên nguy cơ thảm họa động đất là vô cùng nghiêm trọng. Trung Quốc nằm giữa hai đới tập trung động đất lớn nhất thế giới. Đới địa chấn Vành đai Thái Bình Dương và địa chấn Á-Âu do mảng Thái Bình Dương nén, mảng Ấn Độ và mảng biển Philippines nên các đới đứt gãy động đất rất phát triển. Có rất nhiều trận động đất mạnh ở Trung Quốc và hầu hết chúng là những trận động đất nông xảy ra trong đất liền và chúng có độ sâu dưới 20 km. Vì vậy, Trung Quốc là quốc gia có nhiều trận động đất nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thảm họa động đất nghiêm trọng nhất.
Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 1/4 diện tích đất liền của thế giới, nhưng lại có đến 1/3 diện tích đất liền có các trận động đất có tính chất hủy diệt đã xảy ra vào thế kỷ 20. Số người chết là khoảng 600.000 người, chiếm khoảng một nửa số người chết trên thế giới vì các trận động đất trong cùng thời kỳ. Trong thế kỷ này, trên thế giới đã xảy ra hai trận động đất lớn khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Cả hai đều xảy ra ở Trung Quốc, một là trận động đất 8,5 độ Richter ở Hainan, Ninh Hạ, khiến hơn 230.000 người thiệt mạng. Trận còn lại là trận động đất 7,8 độ Richter ở Đường Sơn, Hà Bắc, khiến 24 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Hai trận động đất lớn đã gây ra những thiệt hại thương tâm về người và của. Trung Quốc là quốc gia hứng chịu những thảm họa động đất nghiêm trọng do tần suất xảy ra nhiều, cường độ lớn, tâm chấn nông và phân bố rộng. Kể từ thế kỷ 20, gần 800 trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên đã xảy ra ở Trung Quốc, bao gồm tất cả các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương, ngoại trừ Quý Châu, Chiết Giang và đặc khu hành chính Hồng Kông. Kể từ năm 1900, số người chết vì động đất ở Trung Quốc đã lên tới 550.000 người, chiếm 53% số người chết vì động đất toàn cầu. Kể từ năm 1949, hơn 100 trận động đất hủy diệt đã tấn công 22 tỉnh, khu tự trị và thành phố, bao gồm cả tại 14 tỉnh, hơn 270.000 người đã thiệt mạng, chiếm 54% số người chết vì các thảm họa khác nhau trong cả nước. Trận động đất đã ảnh hưởng đến diện tích hơn 300.000 km2 và 7 triệu ngôi nhà bị sập. Mức độ nghiêm trọng của động đất và các thảm họa thiên nhiên khác là một trong những điều kiện quốc gia cơ bản của Trung Quốc. Hoạt động địa chấn ở Trung Quốc phân bố chủ yếu trong 23 vành đai địa chấn ở 5 vùng. 5 khu vực là tỉnh Đài Loan và các vùng biển lân cận. Tây Nam Trung Quốc chủ yếu là Tây Tạng, Tây Tứ Xuyên và Trung và Tây Vân Nam. Tây Bắc Trung Quốc chủ yếu ở hành lang Heishi của Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ và chân núi phía Bắc và phía Nam của dãy núi Thiên Sơn, North Trung Quốc. Chủ yếu ở hai bên dãy núi Tai Hang, thung lũng sông Fenway, khu vực Yaxian San San, trung tâm Sơn Đông và Vịnh Bột Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác trên bờ biển phía Đông Nam. Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc nằm trên vành đai địa chấn Thái Bình Dương, Tây Tạng, Tân Cương, Vân Nam, Tứ Xuyên, Thanh Hải và các tỉnh khác nằm trong vành đai địa chấn Himalaya, Địa Trung Hải và các tỉnh khác nằm trong vành đai địa chấn liên quan. Sự phân bố các vành đai địa chấn của Trung Quốc là cơ sở quan trọng để hình thành các khu vực phòng thủ và giám sát địa chấn trọng điểm của Trung Quốc. Động đất ở Trung Quốc phân bố chủ yếu ở 5 vùng, vùng Đài Loan, vùng Tây Nam, vùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Quốc, vùng Duyên Hải Đông Nam và 23 vành đai địa chấn. Vùng động đất phía Bắc Trung Quốc bao gồm tất cả hoặc một phần Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác. Vùng địa chấn Hoa Bắc được chia thành 4 vùng địa chấn. Vùng động đất Thang Chen, Trinh Khiêu bao gồm hầu hết hoặc một phần Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và các tỉnh khác từ Sukian đến Thiê Linh. Nó là một vành đai hoạt động địa chấn mạnh ở khu vực phía đông lục địa của Trung Quốc. Trận động đất Thang Chen mạnh 8,5 độ Richter ở Sơn Đông, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Biển Bột Hải và trận động đất Hai Cheng mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra trong vành đai địa chấn này. Theo ghi chép, hơn 60 trận động đất mạnh từ 4,7 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vành đai này. Trong đó có 6 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn đồng bằng Hoa Bắc, ranh giới phía Nam gần nằm trên đường Tân Hương – Bạng Phụ. Ranh giới phía Bắc nằm ở phía Nam của núi Yansan, ranh giới phía Tây nằm ở phía Đông của núi Tai Hang. Và ranh giới phía Đông nằm ở rìa phía Tây của vùng trũng Vịnh Xia – Leo He – Leo Đông. Kéo dài về phía Nam đến Đông Nam của Thiên Tân và phía Đông Nam kinh tế đến khu vực Tô Châu. Đây là vùng động đất có mối đe dọa lớn nhất đối với các vùng Bắc Kinh, Thiên Tân và Đường Sơn. Trận động đất Hebei Sanhe với cường độ 8,0 độ Richter và trận động đất Đường Sơn với cường độ 7,8 độ Richter đã xảy ra ở vành đai này. Theo thống kê, hơn 140 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter trở lên đã xảy ra ở vành đai này. Trong đó có 5 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 8,0 độ Richter trở lên. Vùng động đất Fenway, nó bắt đầu từ lưu vực Sanhua, Huayan và Huailai, Yanqing ở tỉnh Hà Bắc và ở phía Bắc và đi qua các lưu vực Yangwan, Yongxian Basin, Datong Basin, Xingding Basin, Liuqiu Basin, Taiyuan Basin, Lifan Basin, Juncheng Basin và Weihe Basin ở miền Nam.
Nó là một vành đai hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền đông của Trung Quốc. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây và trận động đất 8,0 độ Richter ở Guangxian, Thiểm Tây đều xảy ra trong vành đai này. Trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Jiangbei cũng ở gần vành đai này. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng địa chấn này, trong đó có 7 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, 2 trận động đất từ 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn Ngân Xuyên – Hetao, nó nằm ở phần phía Tây và phía Bắc của khu vực Hetao, từ Ngân Xuyên – Huda – Denku đến các phần phía Tây của Hot Hot. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Ngân Xuyên – Ninh Hạ xảy ra trong vành đai này. Trong khu vực địa chấn này, các ghi chép về trận động đất lịch sử bắt đầu vào năm 849. Do thiếu nhiều ghi chép lịch sử, theo dữ liệu hiện có, khu vực này đã ghi nhận tổng cộng khoảng 40 trận động đất có cường độ mạnh 4,7 độ Richter hoặc cao hơn. Trong đó có 9 trận động đất mạnh từ 6 đến 6,9 độ Richter và một trận động đất mạnh 8 độ Richter. Vùng động đất cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng, nó bao gồm khu vực cao nguyên rộng lớn được bao bọc bởi dãy núi Hindu Kut, dãy núi Tây Côn Lôn, dãy núi Antun, dãy núi Kilian, dãy núi Helan, Liupan, dãy núi Long Môn, dãy Himalaya và cánh phía đông của dãy núi Hedian. Nó liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương, Cam Túc, Ninh Hạ, Tứ Xuyên, Vân Nam và một phần của Liên Xô cũ, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Lào và các quốc gia khác. Khu vực động đất này là khu vực động đất lớn nhất ở Trung Quốc và nó cũng là khu vực có hoạt động địa chấn dữ dội nhất và thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn. Theo thống kê, tại đây đã xảy ra 9 trận động đất từ 8 độ Richter trở lên, 78 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, đứng đầu cả nước. Ngoài ra, khu vực động đất Tân Cương và khu vực động đất Đài Loan cũng là hai khu vực động đất ở Trung Quốc đã xảy ra động đất mạnh 8 độ Richter. Người ta cũng biết rằng những trận động đất mạnh và có sức hủy diệt liên tục xảy ra ở đây. Vì vùng động đất ở Tân Cương thường dân cư thưa thớt và kinh tế kém phát triển, mặc dù ngày càng có nhiều trận động đất mạnh thường xuyên xảy ra, nhưng hầu hết đều xảy ra ở các vùng núi, thiệt hại về người và tài sản nhỏ hơn nhiều so với một số vành đai động đất ở miền đông Trung Quốc. Điều đáng nói là vành đai ngoài địa chấn ven biển Đông Nam thuộc vùng địa chấn Nam Trung Quốc, nơi xảy ra trận động đất 8,0 độ Richter ở Tuyền Châu, Phúc Kiến và trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Gyeongsan, Quảng Đông.